Ôi, hello Bồ Tèo. Vô đây, vô đây, vô đây. Trời đất ơi. Chán rồi, nãy giờ chán chết đi được. Ê, mày biết cái vụ rap gì không? Mày có coi không? Tao có coi không? Có đúng không? Trời đất ơi, mày biết tao thích nhất cái gì không? Điểm huyền, điểm huyền, điểm huyền, điểm huyền. Giải huyền, giải huyền. Dương quá, underground. Đấy, nó phải vậy chứ. Trời đất ơi. Hả? Cái gì? Vụ này hot hơn à? Vụ gì? Mày tưởng rằng là tao không làm được hả? Mày nghĩ sao vậy? Dũng bị ho. Dũng cảm. Mày thôi, bỏ vụ đó qua bên đi. Mày cái game gì chưa? Game gì? Mất, đúng điện thoại á. Nope. Hơi gì hay. Mau lên. Cái gì anh em chơi, ok. Ê, Bồ Tèo. Vô chơi nói chuyện cho vui, sao cứ ngồi góc đó vậy? Thôi, tao không thích chỗ đông người, tao ít muốn nói chuyện với người khác lắm, tao hướng nội lắm. Thôi, tụi bay chơi đi. Tại sao lại chia sẻ về chủ đề này? Tại vì trong suốt quá trình anh tư vấn, anh trò chuyện trong gần 6 năm của mình thì anh phát hiện ra có rất nhiều bạn khi mà đến tư vấn với anh thì hầu như luôn luôn chia sẻ mình một cái người hướng nội. Nhưng mà rồi khi mà tư vấn thì cái xác suất số lượng những cái người hướng nội 100% thì rất là ít. Nhưng mà đa phần các bạn ấy đều là những cái người cũng vừa hướng nội vừa hướng ngoại. Tuy nhiên trong cái thời điểm đó có một số cái lý do nó ảnh hưởng tới bạn đó và khiến cho bạn đó không muốn hòa đồng và mở lòng với mọi người. Và thật ra lý do mà anh chia sẻ càng trĩ hơn về video clip này là tại vì anh thấy có rất nhiều bạn mà đôi lúc khi mình không hiểu được chuyện này, mình rất là dễ sử dụng chữ hướng nội làm cái lý do để mình không có cởi mở với mọi người. Và đương nhiên lúc đầu thì chả sao đâu, nhưng về lâu về dài, chính cái suy nghĩ này nó khiến thứ nhất là nó không đúng với bản thân, nó sẽ tạo ra một cái tâm lý ức chế, kìm hãm và khó chịu. Thứ hai là nó sẽ khiến cho bạn khó để mở lòng để tạo ra những cái mối quan hệ tốt đẹp cho công việc, cho cuộc sống của mình, và sẽ gặp nhiều hơn những vấn đề trong giao tiếp. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn là sẽ có những cái lý do gì mà khiến cho trong thời điểm đó chúng ta sẽ có xu hướng sử dụng từ hướng nội mà thay vì mở lòng với mọi người. Ok, let's go. Lý do đầu tiên đó là khi mà chúng ta trong một cái giai đoạn cảm thấy rất là mơ hồ về bản thân và thiếu cái hướng đi phía trước. Và đây là cái giai đoạn tâm lý thường nó rơi rất là nhiều vào những cái bạn mà học sinh khi chuẩn bị bước vào đại học, hoặc là những cái bạn sinh viên sắp chuẩn bị ra trường đi làm. Và đó là cái thời điểm mà khi mà có ai đó chạy đến hỏi mình những câu như là điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì, bản thân mình có cái gì, mình sẽ muốn có những hướng đi ra sao. Và hầu như cái câu trả lời cho mình đó là không biết, không biết, không biết. Và khi đó là lúc nó cho mình một cái cảm giác là hơi băn khoăn, hơi lo lắng. Và lúc mình có cảm giác rằng là mỗi lần cứ mình nói chuyện với người khác thì mình lại càng nhận ra là mình có những thứ không chắc chắn với bản thân mình. Và rồi đây là cái giai đoạn bạn bắt đầu dành nhiều thời gian hơn, thay vì bước ra bên ngoài trải nghiệm, chia sẻ, bạn sẽ dành nhiều thời gian để ngồi một mình, để đi cà phê một mình, hoặc đến một cái nơi đó rất là yên tĩnh để làm gì? Để tự nói chuyện với chính mình, tự trả lời cho mình câu hỏi mình là ai, mình sinh ra cuộc đời để làm gì, và những cái hướng đi và những thứ mình muốn làm trong cuộc sống là gì. Và hầu như trong giai đoạn này bạn sẽ hầu như không muốn hòa đồng, không muốn mở rộng mối hệ, hoặc là không muốn chia sẻ. Tại vì hầu như tất cả những yếu tố bên ngoài sẽ khiến cho bạn càng khó để tìm được chính mình hoặc là cái định hướng của bản thân. Lý do số 2, trải qua những cái lần mở lòng thất bại. Thế là lý do đến từ những cái bạn trong sống mình, nó có những cái thứ nó trải qua đối với bạn đó, và có những cái trải nghiệm, có những cái hoàn cảnh mà đôi lúc sẽ hơi đặc biệt và hơi phức tạp hơn những người xung quanh. Và đầu trong cái lúc mà bạn kết bạn với bạn bè trò chuyện thì đương nhiên bạn có nhu cầu cũng muốn chia sẻ, muốn mở lòng để mong đợi một sự đồng cảm. Bạn có thể bắt đầu từ cái việc trò chuyện hoặc là nhắn tin hoặc là chia sẻ, nhưng mà hầu như có vẻ như mọi người không ở trong cái hoàn cảnh của bạn, nên là người không hiểu và khó đồng cảm được với những cái băn khoăn và những cái trăn trở đó. Và nó dẫn đến trường hợp nó tạo ra một cái việc không hiểu nhau. Thậm chí nó có những cái trường hợp mà nó nặng tới mức mà bạn đó có thể nhắn tin lên group nè, hoặc là có những cái trò chuyện, và hầu như cái thứ đó bạn nhận lại chỉ là những cái việc xin không rep, hoặc là không ai quan tâm, hoặc không ai để tâm. Thậm chí có một số trường hợp là sử dụng những cái câu đó ra để bàn tán. Em mày có hiểu nó nói gì không vậy? Tại sao nó nói gì ta không hiểu vậy? Và rồi cái việc đó về lâu về dài nó khiến cho bạn nó có một cảm giác rằng là tại sao tất cả sự mở lòng của mình
thì nó đổi bằng một cái việc, đó là không có một sự lắng nghe, mà nó là một cái sự đánh giá. Và kết quả thì bạn nó sẽ ít chia sẻ hơn. Và rồi có thể cảm thấy rằng là thôi, chắc không ai hiểu mình đâu, nên thôi không mở lòng nữa. Lý do số 3, đó là thời điểm mà chúng ta có quá nhiều những cái vấn đề đến với mình và cho mình một cảm giác là mình không có đủ thời gian để giải quyết nó, và mình cảm thấy rất là bế tắc trong cuộc sống. Thì đây là ví dụ mà trong quá trình anh tư vấn thì anh thấy là có rất nhiều bạn khi mình phải đứng trước rất là nhiều những vấn đề, nào là gia đình của mình có những cái sự cố, những cái biến cố, những cái liên quan tới tài chính, nợ nần, nào là mình gặp một số cái sự cố đối với bạn gái của bản thân mình, rồi đôi lúc mình lại cảm thấy có những cái sự tranh cãi, rồi định hướng của mình thì lại không rõ ràng, rồi công việc của mình thì lại đang có những cái sự vấn đề xảy ra vì Covid đang cắt giảm nhân sự, vân vân. Và anh chắc chắn đây là một trong những lý do mà hầu như sau cái đợt Covid vừa rồi hầu như sẽ rất nhiều bạn cảm nhận. Và khi đó mình cảm thấy rằng là một ngày 24 giờ đồng hồ của mình nó không đủ để mình có thể giải quyết tất cả những việc đó. Và khi đó mình sẽ chọn cách tự động cô lập bản thân của mình để dành thời gian giải quyết nó thay vì mở rộng và hòa đồng với mọi người. Và việc này nếu chúng ta không nhận thức nó từ rất sớm mà chúng ta cứ để nó kéo mình đi, thì đến một thời điểm chúng ta sẽ nhận ra rằng là không hiểu tại sao và từ bao giờ mình đã không có nhu cầu đi cà phê với bạn bè, không có nhu cầu muốn mở rộng cái sự kết nối với những mối quan hệ xung quanh. Lý do số 4, bạn mong đợi một sự an toàn hơn trong việc trò chuyện cởi mở hơn những người còn lại. Đây là lý do dành cho những cái bạn mà hầu như từ lúc sinh ra, lúc lớn lên bạn có cho mình những cái tính cách của cái việc là hầu như bạn rất là dễ thoải mái trong những cái môi trường bình thường. Nhưng mà khi bắt bạn hoặc là có một cái số cái dịp gì đó và bạn phải tiếp xúc với môi trường mới, lớp học mới hoặc là một cái chương trình hội thảo gì đó mới, thì bạn sẽ rất là dễ chọn cách chui vào một cái góc nào đó để ngồi. Ok, và bắt đầu quan sát những xung quanh. Và hầu như trong thời điểm đó bạn sẽ không nói bất cứ điều gì hết, bạn sẽ có xuống thăm dò, hơi e dè. Và khi đó nó sẽ khiến cho cái môi trường đó khi nhìn thấy bạn sẽ có một cảm giác rằng là bạn hơi khó hòa đồng, bạn hơi cứng nhắc và hơi khép kín một chút xíu. Thì thật ra nếu như cái môi trường đó bạn có cơ hội và tiếp xúc khoảng lần 2, lần 3, lần 4, lần 5 thì tự động bạn bắt đầu feel cảm giác nó là cái thói quen và sự an toàn. Thì khi đó bạn mới bắt đầu mở lòng. Cho nên lý do này nó sẽ đến với những cái bạn mà bạn có nhu cầu của cái sự an toàn cao như anh chia sẻ. Cho nên bạn sẽ mở lòng và hòa đồng chậm hơn người khác. Và lý do số 5, lý do cuối cùng, bạn cảm thấy tự ti về bản thân. Tại vì đã rất là lâu bạn chẳng có một cái kết quả gì đáng tự hào. Và đây là lý do dành cho những bạn mà hầu như đối với bạn đó, những cái kết quả trong cuộc sống là những thứ rất là quan trọng. Và hầu như một cách nào đó khi các bạn bước vào một cái môi trường mà bạn thấy rằng ở đó có rất nhiều những người giỏi, có rất nhiều những cái người có những kết quả, và mình nhìn lại chính bản thân mình thì mình lại cảm thấy mình chả có một cái gì khiến cho mình cảm thấy tự hào, mình chả có một cái gì khiến cho mình cảm thấy mình bằng lại những người đó, thì tự nhiên mình sẽ có cảm giác là giữa mình với những người đó có một khoảng cách rất xa. Và tự động bạn sẽ bắt đầu khép góc bản thân, tự động bạn sẽ bắt đầu có cảm thấy là cái việc mà mở lòng để trò chuyện với họ là một điều rất là khó. Tại vì bạn nghĩ rằng là mình có gì đâu mà hay ho hơn họ, mình có cái gì đâu để chia sẻ với họ, mình có cái gì đâu để họ cảm thấy là họ thích trò chuyện với mình. Và rồi nó tạo ra một cái sự tự ti. Và chính vì lý do đó bạn cảm thấy rằng là khi bạn bước đến những cái nơi đó bạn sẽ cực kỳ khó hòa đồng và hầu như sẽ bị động nhiều hơn những bạn còn lại trong cái sự kết nối. Và vừa rồi là 5 cái lý do tương ứng với cái việc nó khiến cho bạn không muốn hòa đồng và giao tiếp. Và nếu các bạn nằm trong một trong những lý do này thì có nghĩa hướng nội nó chỉ là một cái lý do để các bạn trốn tránh những việc trên. Làm sao để hiểu về nó? Để thứ nhất là từ giờ về sau không dùng hướng nội làm lý do để trốn tránh những vấn đề trên. Thứ hai, đi trực tiếp vào những vấn đề đó để tìm ra những cách giải quyết. Đương nhiên là để có những cái cách giải quyết thì chắc chắn những cái vấn đề nó lại là những cái thứ chi tiết hơn. Thì có thể nếu trong quá trình các bạn giải quyết gặp những vấn đề, hãy comment xuống phía dưới những cái vấn đề các bạn để anh lắng nghe, hiểu và có thể hỗ trợ được cho các bạn. Và cuối cùng, nếu như các bạn thấy những video clip của anh thật sự hay và bổ ích thì hãy like, share hoặc subscribe để ủng hộ anh và ekip và chờ đón những video clip tâm lý tiếp theo. Ok, bye bye.